Xin chào tất cả mọi người. Đây là bài học số 56 của chương trình tự học tiếng Pháp vỡ lòng. Và trong bài này chúng ta sẽ học một động từ nhóm 3 nữa, đó là động từ prendre. Đây là một ngoại động từ trực tiếp, việc bởi transitive direct. tôi không để cái ý nghĩa ở đây bởi vì động từ này nó có rất nhiều ý nghĩa. Và trong bài này chúng ta sẽ xem một số các ý nghĩa chính. Động từ prendre có participacy là pris. Và sau đây chúng ta sẽ xem cách chia của động từ prendre ở thì hiện tại và quá khứ của mốt indicative. Ở thì hiện tại, động từ prong được chia như sau, je prong, tu prong, in prong. Chúng ta để ý, ở ba ngôi thứ này người ta đã phát âm giống nhau, nhưng mà viết khác nhau. Je prong có S, tu prong có S, in prong không có S. Nous prenons, vous prenez, in prennent ở ba ngôi số nhiều thì chúng ta cũng để ý ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai nó chỉ có một n, trong khi ngôi thứ ba nó có hai ký tự n. Vậy chúng ta để ý khi chia động từ Prong ở thì hiện tại ba ngôi số ít thì s s và d, ba ngôi số nhiều thì ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai có một ký tự n, trong khi ngôi thứ ba thì có hai ký tự n và chúng ta để ý tới cái cách phát âm je prend, tu prend, il prend, nous prenons, vous prenez in prennent. Như vậy ở trong ngữ thứ ba số ít chúng ta có cái cách phát âm khá đặc biệt là nous prenons vous prenez in prennent pre pre pren nous prenons vous prenez in prennent. Và sau đây là động từ prendre ở thì quá khứ, chúng ta lấy participe của nó. Participe của động từ prendre là pris. chúng ta có ở bên trên này nó là pris, đây là participe của động từ prendre và chúng ta lấy participase này chúng ta ghép với auxilia avoir do bởi động từ prendre nó không nằm trong danh sách 10 đống 14 động từ phải chia với être như vậy đương nhiên nó phải chia với avoir je tu as il a nous avons vous avez ils ont chúng ta lấy auxilia avoir mà chúng ta vừa mới chia ghép với participase thì sẽ có thì quá khứ của động từ prendre j'ai pris tu as pris il a pris nous avons pris vous avez pris, ils ont pris. Tôi xin giới thiệu hai thì căn bản mà chúng ta có thể học hiện tại và quá khứ thì tương lai chúng ta sẽ học sau. Và tôi xin đọc lại để cho một số các anh chị nào lần đầu tiên gặp động từ này thì chúng ta cần lưu ý tới mặt chữ cách đọc. Je prends, tu prends, il prend. Nous prenons, vous prenez, il prend. J'ai pris, tu as pris, il a pris. Nous avons pris, vous avez pris, In so pre và như chúng ta đã nói ở bên trên, tổng từ Brown nó có rất nhiều ý nghĩa. ở trong bài này chúng ta sẽ học một số ý nghĩa chính. Ý nghĩa thứ nhất là lấy, ý nghĩa thứ hai là dùng phương tiện di chuyển, ý nghĩa thứ ba là đi, ý nghĩa thứ tư là dùng bữa ăn, dùng món ăn, rồi uống thuốc tây, vân vân. Còn một số các ý nghĩa khác. Phần số hai là cách dùng là long loa. Ý nghĩa thứ nhất là lấy chúng ta chưa có trong tay thì chúng ta lấy một cái vật dụng gì đó vào trong tay à, đó là ý nghĩa căn bản của nó và động từ pro khi nghĩ tới nó là chúng ta nghĩ tới ngay cái ý nghĩa này lấy trời mưa do đó tôi phải lấy một cái dù trời mưa do đó tôi phải lấy một cái áo mưa như vậy mình chưa có cái dù trong tay mà trời lại đang mưa je prends mon parapluie hoặc là mình lấy một cái áo mưa để mình choàng vào người cho nó khỏi ướt je prends mon imperméable In pleut il pleut je prends mon parapluie il pleut je prends mon imperméable vậy tôi vừa mới nói ý nghĩa đầu tiên là mình chưa có ở trong tay thì mình lấy tay mình cầm lấy một cái vật dụng gì đó là ý nghĩa cơ bản hoặc là mọi người nói là bạn hãy lấy cái ghế rồi ngồi chờ tôi một chút prong in chairs E Chúng ta nói với ngôi thứ hai tức là nói với một người bạn hoặc là một người uh, nhỏ hơn mình đó, một học sinh nhỏ đó. Em hãy lấy một cái ghế rồi ngồi đây chờ, chờ tôi một chút. Prong in e Với ý nghĩa này chúng ta có thể làm vô vàn các cái câu ví dụ. Lấy một cái ghế, lấy kéo mưa, rồi lấy cái dù. Chờ tôi một chút xíu, tôi đi lấy cái mũ bảo hiểm mình tới có một người tới đón mình đi bằng xe máy đó thì mình chờ tôi một chút để tôi vào tôi lấy cái nón bảo hiểm chờ tôi một chút để tôi vào tôi lấy cái khẩu trang chúng ta có vô vàn các cái ví dụ với ý nghĩa đầu tiên là lấy khi chúng ta chưa có trong tay thì chúng ta dùng động từ pro ý nghĩa thứ hai cũng rất là hay dùng dùng phương tiện di chuyển Và chúng ta nhớ nhé các cái phương tiện di chuyển kể cả những phương tiện rất là thô sơ như là xe đạp xe gắn máy cho tới những phương tiện hiện đại tối tân hơn như là xe lửa, máy bay, chúng ta cũng phải dùng động từ prendre. Tôi luôn luôn lấy xe buýt để đi đến trường. Đi đến trường là aller à l'école, pour là để mà. Je prends toujours le bus pour aller à l'école. Prendre tôi dùng, tôi lấy xe buýt. Tôi luôn luôn dùng xe buýt, tôi luôn luôn lấy xe buýt để đi học. Nhưng mà thỉnh thoảng tôi lại lấy xe đạp. Mais je prends de temps en temps mon vélo thỉnh thoảng tôi dùng xe đạp như vậy cái xe buýt nó to hơn cũng dùng động từ prendre cái xe đạp nó rất là thô sơ cũng dùng động từ prendre hoặc là một cái câu khác một người nói là nói với bạn bè của mình nói với những người đi chung với mình chúng ta hãy lấy chiếc xe buýt này nó đi thẳng tới nhà ga không có phải xuống xe đổi xe prenons ce bus il va directement à la gare ở bên trên chúng ta đã thấy người ta dùng động từ prendre với một số các phương tiện uh, chẳng hạn như là xe buýt, chẳng hạn như là xe đạp, chẳng hạn như là xe buýt, xe lửa vân vân. ở câu kế tiếp chúng ta sẽ thấy người ta không dùng phương tiện di chuyển như là các cái xe, các cái tàu nhưng mà người ta dùng cái chữ avol vô là một chuyến bay, một cái chuyến máy bay nhưng mà đây không phải là một cái thiết bị, không phải cái thiết bị để mà chúng ta di chuyển như là các tàu, các xe nhưng người ta cũng vẫn dùng động từ prendre je un vol de france aller en france tôi đã lấy một chuyến máy bay của hãng hàng không air france để đi pháp như vậy chúng ta cũng hiểu ngầm đây là một cái máy bay vô là một cái thiết bị bay thần quý bay được và chúng ta vẫn dùng động từ prendre như vậy ý nghĩa thứ hai là dùng phương tiện di chuyển và chúng ta có thể mở rộng ra dùng tất cả các cái phương tiện di chuyển mà chúng ta biết được thì vẫn dùng với động từ prendre một ý nghĩa khác của động từ prendre có nghĩa là đi chẳng hạn chúng ta nói là chúng ta đang ngồi xe chúng ta nói là rẽ phải rẽ trái thì chúng ta không có dùng cái động từ khác mà vẫn dùng động từ prendre prendre à gauche prendre à droite hoặc là bạn hãy đi vào con đường thứ nhất bên phải prenez la première rue à droite bạn hãy dùng tức là bạn hãy đi vào cái con đường thứ nhất ở bên tay phải là tôi chỉ xin đưa ra hai cái ví dụ sơ sơ đẳng như thế này thôi chúng ta sẽ xem một cái bài mẫu ở bên dưới. Ví dụ một ý nghĩa khác nữa là dùng bữa hay là dùng thức ăn. Bạn ăn sáng vào lúc mấy giờ? À, prenez-vous votre petit déjeuner? Chúng ta có một cái quy tắc là nói về các bữa ăn thì chúng ta dùng động từ prendre. Ba bữa ăn chính ở trong một ngày đó là bữa ăn sáng, le petit déjeuner, bữa ăn trưa, le déjeuner, bữa ăn tối, le dîner. Đây là ba bữa ăn chính của một ngày. Và chúng ta đều dùng động từ prendre. Prendre le petit-déjeuner, ăn sáng. Prendre le déjeuner, ăn trưa. Prendre le dîner, ăn tối. Như vậy trong câu vừa với xong, bạn ăn sáng vào lúc mấy giờ? À quelle prenez-vous votre petit-déjeuner? Chúng ta chia động từ prendre ở ngôi thứ hai số nhiều. Vous prenez. Và đây là một cái câu hỏi, một câu nghi vấn. Do đó chúng ta phải đảo ngữ, đưa động từ ra lần trước chủ ngữ rằng sau vous prenez biến thành prenez-vous, à quelle prenez-vous votre petit déjeuner rồi chúng ta có thể là dùng thức ăn nữa qu'est-ce que vous prenez bạn muốn ăn cái gì ở chúng ta thấy ở trên bàn có một số các cái món ăn đó. rồi mình hỏi một người kia bạn muốn ăn món gì ngoài thức ăn chúng ta cũng có thể dùng động từ prendre đi với thức uống Trước khi đi ngủ, anh ta luôn uống một ly nước nhỏ. Il prend toujours un petit verre d'eau avant d'aller se coucher. Se coucher là đi nằm. Chúng ta sẽ học ở trong cái bài gọi là động từ phản thân. Aller là đi, chúng ta vừa học trong bài trước. Đi ngủ. Avant de là trước khi đi ngủ. Anh ta luôn luôn. Il prend toujours un petit verre d'eau. Anh ta luôn luôn uống một ly nước nhỏ. Như vậy, anh này làm đúng theo quy tắc của các cái nhà... Dinh dưỡng học trước khi đi ngủ chúng ta uống một chút nước thì tránh được nhiều cái bệnh ở trong ban đêm. Chẳng hạn như bệnh đột quỵ, bởi vì máu ở trong khi chúng ta ngủ máu nó đông đặc lại. Trước khi đi ngủ nên uống một ly nước nhỏ. In toujours antivero như vậy ở đây động từ pro đi với một cái ly nước vẫn là không, chúng ta không dùng động từ khác. Động từ uống cũng được nhưng mà ở đây người ta nói là động từ pro là dùng các cái thức ăn. Ý nghĩa kế tiếp là uống thuốc tây. Đây là đặc biệt. Khi chúng ta uống thuốc tây, chúng ta phải dùng động từ prompt. Đây là lời của một vị bác sĩ nói với bệnh nhân này. Đây là toa thuốc. Ông hay bà hãy uống 3 viên sáng, trưa, tối. Voilà, l'ordonnance. L'ordonnance là một cái toa thuốc. Bác sĩ khám bệnh xong thì thường viết một cái toa thuốc gọi là l'ordonnance. Rồi ông bà, prenez trois comprimés comprimé là viên nén, le matin, buổi sáng, à midi, buổi trưa, et le soir, buổi tối. Như vậy chúng ta dùng động từ prendre đi với thuốc tây. Số 6, ý nghĩa kế tiếp là lấy hẹp. Đây là một cái vấn đề rất là quan trọng. Khi chúng ta lấy hẹp thì chúng ta dùng động từ prendre và rõ ràng đó là giống cái nghĩa đen của trong tiếng Việt chúng ta đó. Prendre un rendez-vous, lấy một cái hẹp. Lấy một cái hẹn ở một cái cơ quan ở một cái vị trí nào thì chúng ta dùng giấy tờ a à rendez-vous à la préfecture préfecture là cơ quan hành chính của một tỉnh tôi tạm dịch là tòa tỉnh trưởng ở bên pháp người ta không gọi là tỉnh người ta gọi là département thì chúng ta thấy préfecture là cơ quan cơ quan hành chính của một cái département một số các cái giấy tờ quan trọng chúng ta muốn thực hiện các cái giấy tờ đó chúng ta phải đi tới đúng cái chỗ préfecture là cái nơi mới có cái thẩm quyền để làm cái giấy tờ đó cho chúng ta. Hoặc là lấy một cái hẹn ở Đại sứ quán Brown à Rendezvous à l'ambassade Bây giờ chúng ta không có thể tự động đi vào nữa. Muốn làm một cái muốn làm một cái công việc gì đó thì cũng phải lấy hẹn ở trên mạng đó. rồi người ta cho hẹn, rồi cái người gác cầu người ta mới cho mình vào. Hoặc là lấy hẹn ở một lãnh sự quán Brown à Rendezvous au Consulat. Consulat là lãnh sự quán. Nếu chúng ta thêm tính từ General vào thì nó sẽ ra là Tổng lãnh sự quán. Đây như ở Sài Gòn của chúng ta có Tổng lãnh sự quán Pháp. Tức là nó thay mặt cho Đại sứ quán để giải quyết các cái thủ tục về về ngoại giao. Prong rendezvous au consulat General. Và như cũng giống như ở khi chúng ta tới Đại sứ quán, chúng ta muốn vào Tổng lãnh sự quán thì chúng ta cũng phải xin một cái hẹn ở trên mạng để tới để làm cái gì rồi người ta cho chúng ta một cái hẹn cũng gửi về trong thư điện tử của chúng ta. Prong à Arrivu au cabinet medical lấy một cái hẹn với phòng khám bệnh. Như vậy chúng ta thấy là các cái chỗ mà chúng ta muốn lấy hẹn thì phải có giới từ A. Prong Aradivu à lấy một cái hẹn ở tòa tỉnh trưởng, ở đại sứ quán, ở tòa tổng lãnh sự, ở một cái phòng mạch vân vân. Một ý nghĩa khác của động từ prong là dắt đi theo Chúng ta cũng hay dùng Mình nói với một người bạn là hãy tới tôi Tức là đi bằng xe, hãy đi tới nhà tôi Để đón tôi đi vào lúc 6 giờ Pass me prong vers 6 giờ Vers là cái khoảng, không có chính xác, vào khoảng 6 giờ Prong ở đây là dắt đi theo Mang cái xe tới rồi chở tôi đi theo về cái đại từ mơ nó nằm trước động từ này chúng ta sẽ học ở trong một cái bài rất là quan trọng ở đây xin các anh chị nào mà chưa học thì chúng ta tạm chấp nhận nhé một cái đại từ mà nó làm objet, dù là trực tiếp hay là gián tiếp nó cũng phải đứng trước động từ đó là quy tắc chung ở trong tiếng pháp bất cứ đại từ nào cũng phải đứng trước động từ còn nếu là danh từ thì nó vẫn đứng sau các bạn hãy đi tới nhà tôi để đón em tôi đón mẹ tôi đón ba tôi thì nó vẫn đứng nằm, nằm sau bởi vì nó là danh từ nhưng ở đây mơ là đại từ đại danh từ Bruno thì nó phải đứng trước động từ đây là động từ passe, đi ngang qua nhà tôi bạn hãy đi ngang qua nhà tôi để đón tôi để dắt tôi để đưa tôi vào khoảng 6 giờ pass me prendre vers 6 hoặc là một người nói với mình á hoặc là cha hay mẹ hay anh chị đó con hãy dắt em con đi theo với con chúng ta đi ra công viên chơi thì bà mẹ nói là con hãy dắt em con đi theo con đi ra công viên prong tung a victoire ở đây cũng là động từ prong là có nghĩa là dắt theo hoặc là một chiếc xe taxi nó đã dừng lại trước cửa nhà tôi để nó đón hai vị khách le taxi a à do đó là một ý nghĩa thứ bảy và còn một số các ý nghĩa khác tôi xin liệt kê ra đây là Proud Denoter, đây là một công việc của những người đi học này, hoặc là đi nghe đi nghe trình bày, đi nghe một cái buổi hội thảo gì đó thì chúng ta luôn luôn có một cái cuốn sổ hay cuốn tập để chúng ta ghi ghi chép, to de note thầy giáo giảng bài rồi cái người thuyết trình viên họ đọc một cái gì đó chúng ta lấy ghi chép, to de note là ghi chép, pronto danh từ này có cách phát âm khá đặc biệt nha chúng ta thấy p o v i phát âm là u rồi sau đó có Uh, có cái chữ L là nữa, có phụ âm L là có phụ âm S nhưng mà hai phụ âm này hoàn toàn không có giá trị phát âm. Chúng ta phát âm cái chữ này là lơ pu, là cái mạch đập. Và chúng ta thường thường là các nhân viên y tế lấy mạch của chúng ta thì để cái ngón tay vào chỗ cái cổ tay của cánh tay của chúng ta đó để họ nghe xem cái nhịp đập như thế nào, họ đếm cái nhịp đập và đó là động từ pu, lơ nhé. Chúng ta không phát âm hai cái phụ âm cuối prendre la température température ở đây chúng ta cũng không ký, ký từ em mà phát âm là n température ở trên là pool. đây là hai cái công việc của nhân viên y tế lấy mạch rồi à, lấy nhiệt độ số 111, mười một prendre quelques jours de vacances lấy một vài vài ba ngày nghỉ và còn khá nhiều các ý nghĩa khác mà chúng ta cũng sẽ phải học sau Sau đây tôi xin giới thiệu với các anh chị hai bài đọc và chúng ta sẽ coi lại các cái bài này ở một cái phần sau rất là kỹ hơn. Ở đây tôi chỉ đưa ra để chứng minh cho chúng ta biết là động từ prong nó có một vài ba ý nghĩa quan trọng như thế này. Ở trong ý nghĩa thứ hai, chúng ta nói động từ pro là dùng một cái phương tiện di chuyển. Một cái phương tiện di chuyển có thể là rất là tô sơ như xe đạp, rồi rất là hiện đại như một cái máy bay. Chúng ta cũng dùng động từ pro Ý nghĩa thứ ba là đi, lấy một cái con đường nào đó, một cái con hẻm hay là lấy đường cao tốc hay là lấy con đường bên phải bên trái chúng ta cũng dùng động từ prong và sau đây xin mời tất cả mọi người coi một cái bài mẫu nó có hai cái ý nghĩa này với động từ prong đề tử đề tử của cái bài đọc này đó là une invitation đây là danh từ của động từ invite invitation là lời mời và chúng ta hãy nghe một cái người mời bạn như thế này này écoute Olivier Olivier ơi, hãy nghe tôi nói này. Dimanche, je t'invite chez moi. Chủ nhật, tôi mời bạn tới nhà tôi. Tu connais l'endroit où j'habite? Đây là một câu hỏi chúng ta liên dọc. Động từ habite là cư ngụ. Động từ connaître là chúng ta chưa học biết. Bạn có biết cái nơi tôi ở không? C'est bien simple. Rất là đơn giản. Ký tự em ở đây, phát âm là em. Là. Rất là đơn giản. Tu prends le train de carne jusqu'au bout. Rồi, chúng ta thấy le train là một phương tiện di chuyển nhé. thì dùng động từ prendre bạn hãy lấy xe lửa của cái tuyến k nhỉ đi cho tới cuối tức đi cho hết tuyến tuy descend bạn xuống khỏi xe lửa tuy phe 200 mètres environ tout qua động từ phê chúng ta học rồi và ở đây người ta cũng dùng để nói về cái cách mà đi di chuyển đó bạn hãy đi thêm 200 m mét khoảng 200 m mét cứ đi thẳng tu prends la première route à gauche chúng ta vừa coi ở bên trên đó, lấy một cái con đường nào đi vào một con đường nào ở đây là con đường thứ nhất ở bên tay trái bạn cứ đi thẳng nhé xuống tàu xong bạn cứ đi thẳng khoảng 200 trăm mét rồi tới cái con đường đầu tiên ở bên tay trái bạn đi vào con đường đó như vậy ở đây là mang nghĩa là đi tu prends la première route à gauche tu vas jusqu'à une belle maison đầu từ aller bạn đi cho tới một cái nhà rất là đẹp ce n'est pas là đó chưa phải là nhà của tôi đâu alors tu continues continue là tiếp tục và sau đó bạn tiếp tục đi cho tới đường thứ hai ở bên tay phải tu la prends rồi bạn lấy con đường đó tức là đi vào con đường đó au bout de cinq minutes environ au bout de tức là sau khoảng 5 phút tu trouves une porte en bois Pent Aver, bạn sẽ thấy một cái cổng bằng gỗ được sơn màu xanh lá. Tu avec le pied et tu Bạn lấy chân, bạn dùng chân của mình, bạn đẩy cái cửa đó, rồi bạn đi vào. Thế cái anh Olivier, anh rất ngạc nhiên. Je la pousse avec mon pied, pourquoi? Tại sao tôi phải đẩy bằng chân? Tôi đẩy bằng tay được không? Thì người người kia mới nói là Parce que tu auras les mains pleines de Ora là tiêu của động từ avoir. Bởi vì hôm đó hai tay của bạn thì ôm đầy những cái gói quà. Ở đây là một cái bài nói vui thôi. Tới anh này, anh anh gợi ý là tới tôi thì phải mang quà nhé, mang nhiều quà, mang rất nhiều quà, ôm đầy hai tay và không còn tay nữa thì lấy chân và đẩy cái cửa vào. Ở đây là chúng ta thấy cái động từ, cái bài này dùng cái độc từ Prong thứ nhất đi với phương tiện di chuyển là chiếc xe lửa, rồi dùng con đường, lấy con đường đi vào con đường đầu tiên bên tay trái rồi lại đi vào con đường thứ hai bên tay phải à, chúng ta thấy đây là ý nghĩa mà chúng ta đã nói bên trên dùng phương tiện di chuyển và đi vào một cái con đường và sau đây tôi xin tôi xin giới thiệu một bài khác để tự là prendre un rendezvous chúng ta đã coi ở bên trên đó. lấy hẹp thì chúng ta dùng động từ prendre và một người khách hàng nữ muốn muốn lấy một cái hẹn này bonjour mademoiselle je voudrais prendre un rendez-vous Dạ, chào cô, tôi muốn lấy một cái hẹn Thì người nữ nhân viên Ông tôi ghi là người nhân viên, phái nữ Oui, pour demain, cho ngày mai, được không? Aujourd'hui, ce n'est pas possible Hôm nay không được hay sao? Désolé, nous avons beaucoup de monde aujourd'hui Demain, c'est bien à, Tôi rất lấy làm tiếc Hôm nay chúng tôi quá đông người, quá đông khách Ngày mai thì tốt hơn Ah, non, impossible Không được, không thể được Mais je peux venir après demain dans la matinée ngày mai thì không thể được nhưng mà tôi có thể tới vào ngày mốt ngày kia après-demain, très bien như vậy là rất là tốt Alo, lundi matin à 10h ça va vậy là hẹn sáng thứ năm vào lúc 10 giờ được được chứ c'est parfait là rất là được Như vậy trong bài này chúng ta để ý một câu thôi tôi muốn lấy hẹn je voudrais prendre un rendez-vous như vậy Được. trong bài này chúng ta thấy cái người khách hàng nữ này đi tới một cái uh, văn phòng gì đó thì nói là tôi muốn lấy một cái hẹn, je voudrais prendre un rendez Chỉ nói tới đây thôi, nhưng mà nếu chúng ta muốn nói tôi lấy hẹn với ai thì chúng ta phải dùng với giới từ avec. Ví dụ đi tới một cái phòng răng, ở đây không phải là đi trực tiếp mà gọi điện thoại là secrétaire là cô thư ký của phòng răng chào người khách hàng gọi điện thoại như sau, cabinet bonjour. Đây là phòng răng. Xin chào quý khách. Thì ông Coley ông nói như thế này. Bonjour madame. Xin chào bà. Je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur Fournier vous plaît. Tôi muốn lấy hẹn với bác sĩ Fournier. Như vậy chúng ta thấy là prendre rendez-vous avec nó có giới từ avec. Một trong những ý nghĩa khác của động từ prendre là dùng bữa, hay là dùng một cái món ăn, hay là thức uống. Chẳng hạn chúng ta đã thấy là bạn muốn ăn cái gì, qu'est-ce que Rồi cái người này trước khi đi ngủ thì uống một ly nước nhỏ, in prendre toujours un petit verre d'eau. Và trong bài đọc sau đây chúng ta sẽ thấy người ta dùng động từ Brown để nói về cái chuyện ăn uống này. Đi vào trong một cái nhà hàng thì người phục vụ nhà hàng nói với thực khách đó, đây là thực đơn, là tôi để cho quý khách chọn nhé. Rồi sau đó cái ông này nói với vợ ông ta này, một người đàn ông đi với vợ đi vào trong nhà hàng này em muốn ăn gì mô là nói một cách yêu thương đó, yêu âu yếm đó. em ơi em muốn ăn gì tu prends? em muốn ăn gì thì bà vợ nói là em không đói lắm em sẽ ăn một cái đĩa rau trộn vais pro in salad em sẽ ăn ở trên này cũng là ăn ở dưới cũng là ăn rồi bên dưới này thì ông người ông ấy nói là còn anh thì anh sẽ ăn một đĩa sockitori là thịt nguội thịt nguội ở bên phương, phương tây đó là các cái saucisse, saucisson, hoặc là jambon, ở bên Việt Nam chúng ta là giò chả, lạp xưởng vân vân, tức là thịt người ta đã làm chín rồi, Je vais prendre Rồi sau đó cái người phục vụ nhà hàng tới, thưa ông bà, ông bà đã chọn chưa thì người đó ông nói có uh, vợ tôi thì sẽ ăn một đĩa rau trộn, còn tôi thì tôi ăn cái gì đó. Như vậy cũng dùng động từ prendre ở đây tôi xin giới thiệu sơ lược, chúng ta sẽ học kỹ những cái bài này trong cái phần gọi là phần À, tập nói á, phần phần đối thoại á. ở đây tôi chỉ chỉ xin đưa ra để giới thiệu cho các anh chị biết là đầu từ pro trong ba bài vừa qua đó, ba cái đoạn ba đoạn trích ở trong các cái mẫu đối thoại chúng ta thấy trong cái mẫu thứ nhất là dùng phương tiện di chuyển pro rồi dùng một con đường đi vào một con đường pro the la route August, đó là trong bài thứ nhất trong bài thứ hai thì là lấy hẹn pro và rendezvous Tôi muốn lấy hẹn với ai? Je voudrais prendre un rendez-vous. Và trong bài thứ ba, chúng ta dùng động từ prendre có ý nghĩa là ăn cái món gì, uống một cái món gì, hoặc có thể là dùng bữa nữa. Và những cái bài này tôi xin nhắc lại một lần nữa, tôi sẽ có dịp trình bày cho các anh chị kỹ hơn. Ở đây chúng ta chỉ đưa ra để giới thiệu các ý nghĩa chính của động từ prendre. Xin chào tất cả mọi người.